Xin chào các bạn, mình là Hà Kim Bằng, founder của Kiba Wedding. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn một cái plugin có thể giả lập được các cái màu phim cũ hay là phim analog ngày xưa. Cái plugin mà mình đang muốn nói tới đó chính là Dehancer Pro. Nếu như bạn nào thường xuyên theo dõi kênh YouTube của mình thì sẽ thấy là các cái video cưới của mình làm trong cả năm vừa qua, mình cũng đã sử dụng các cái màu phim theo cái kiểu phim cũ, phim analog. Trong suốt nhiều năm làm nghề, mình đã sử dụng qua rất là nhiều cái lớp màu để làm những cái màu phim hoặc là giả lập những cái màu phim cũ, nhưng mà hầu như không có cái nào là khiến cho mình ưng ý hoàn toàn cả. Nhưng mà đến khi mà mình biết đến cái plugin Dehancer Pro này rồi á, thì mình mới quyết định là mình bỏ tiền ra mình mua luôn. Ngoài cái việc mà nó giả lập được màu phim, nó còn có thể giả lập được nhiều thứ khác của cái phim analog nữa. Không những vậy mà Dehancer Pro còn có thể sử dụng được trên hầu hết các cái phần mềm dựng phim phổ biến hiện nay, ví dụ như là DaVinci Resolve, Premiere, Final Cut Pro. Không chỉ là video mà Dehancer Pro còn có thể sử dụng để các bạn có thể chỉnh ảnh được nữa. Mình cũng được hãng gửi cho mình sử dụng một cái bản demo trên Lightroom để chỉnh màu hình ảnh, nhưng mà mình bận quá cho mình không có làm video để mà giới thiệu đến các bạn được. Nên đến bây giờ thì cái bản dùng thử một tháng đó nó cũng đã hết hạn lâu quá rồi. Cho nên ngày hôm nay mình sẽ không nói đến cái tính năng chỉnh ảnh trên Lightroom, mình sẽ nói tập trung vào cái phần video thôi. Thì khi mà các bạn lên website của Dehancer, các bạn có thể download được cái bản dùng thử. Bản dùng thử thì nó chỉ giới hạn cho một số tính năng thôi, nhưng mà cũng đủ để các bạn trải nghiệm. Với cái giá các bạn bỏ ra cho cái plugin này nó không phải rẻ ha. Nếu mà mua cái gói trọn đời á, như bản thân mình mua là cái gói $449 này á, lifetime, thì các bạn có thể sử dụng suốt đời, các bạn update thoải mái, không có bị giới hạn gì cả. Còn nếu bạn nào muốn trải nghiệm trong thời gian ngắn hạn, có thể mua những cái gói thấp hơn. Ok, quay trở lại với Dehancer Pro plugin sử dụng trên Final Cut ha. Bây giờ mình sẽ mở Final Cut lên. Thì ở đây mình sẽ có một số cái video mẫu mà mình quay bằng S-Log3 trên A7S3. Thì những cái video này mình chưa có chỉnh màu. Thì mình tạo một cái adjustment layer, mình bỏ cái Dehancer Pro này lên. Đó, thì khi mà các bạn bỏ cái plugin Dehancer Pro này lên adjustment layer, các bạn sẽ chỉnh được màu hàng loạt cho các cái video bên dưới. Rồi, thì ở đây mình sẽ chọn camera là Sony A7S3. Hiện tại thì cái bản update mới nhất của Dehancer đã hỗ trợ hầu như là các cái dòng máy có mặt trên thị trường hiện nay, nên là các bạn có thể yên tâm mà sử dụng S-Log3 đó. Thông thường các bạn quay S-Log các bạn phải sử dụng cái LUT để các bạn delock, thì ở đây các bạn chỉ cần chọn đúng cái S-Log rồi hãy máy các bạn sử dụng thì nó sẽ tự động nó delock luôn. Thì mặc định đó, ở đây sẽ cho các bạn một cái film là Kodak Vision 3 ha. Đó, đây là cái màu mặc định khi mà các bạn cài cái plugin này vào. Ngoài ra thì Dehancer còn có rất là nhiều các cái màu khác, các cái film look khác đó, các bạn có thể sử dụng. Đó, các bạn có thể trải nghiệm ha. Đó, test thử xem màu nào ưng ý thì các bạn sử dụng thôi, rất là đơn giản. Đó, ví dụ như vậy. Ok, ví dụ như mình chọn cái tông này đi. Ở đây mình sẽ giới thiệu sơ qua các cái tính năng cơ bản của Dehancer Pro thôi. Rồi anh em nào muốn tìm hiểu sâu hơn thì có thể inbox cho mình, hoặc là có thể lên trên website của Dehancer, họ có giải thích rất là rõ ràng ở trên đó. Khi mà các bạn add các cái thông số của máy ảnh vào, các bạn có thể chỉnh thêm về ánh sáng, về nhiệt độ màu, về tint đó. Rồi ở đây sẽ có cái phần film developer, các bạn có thể chỉnh thêm được contrast. Các bạn phải bật nó lên trước ha, xong các bạn có thể chỉnh thêm được về contrast, về gamma, về màu sắc, về saturation các kiểu. Nhưng mà thường mình thích để tự nhiên nó mặc định hơn, là bởi vì các cái shot quay mà các bạn quay á, nó sẽ không bao giờ ổn định giống như cái shot mà các bạn đang chỉnh. Các bạn hiểu, tức là các bạn sẽ quay trong rất là nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau, rất là nhiều tình huống khác nhau, sáng tối có đủ hết. Cho nên là mình khuyên là khi mà các bạn sử dụng các cái plugin chỉnh màu á, hoặc là các bạn add một cái lớp màu nào đó vào á, các bạn nên để nguyên các cái thông số mặc định về ánh sáng, về white balance, về contrast nếu có thể, bởi vì các bạn cần phải can thiệp từng cái video, từng cái shot quay riêng lẻ để cho cái màu của bạn nó đẹp nhất có thể. Chứ còn nếu các bạn chỉnh hàng loạt mà các bạn can thiệp kỹ quá các cái thông số này, cái video của bạn sẽ không được cái màu như các bạn muốn. Đó là cái mẹo thôi ha, chứ nó không phải là chân lý gì đâu, đó là cách mà mình hay làm thôi. Các bạn có thể chỉnh màu theo cách gì cũng được hết. Ở đây là có push with pull EV ha. Thì có một cái điều mà nhiều anh em sẽ bỡ ngỡ khi mà sử dụng cái plugin này lần đầu tiên là cái phần này.
Thì cái push với pull EV này á, nó là bù trừ sáng của phim analog. Nghĩa là họ giả lập tới cái mức là các bạn có thể bù trừ sáng được cho cái phim đó luôn. Ví dụ như cũng là cái phim này, các bạn chụp thiếu sáng nó sẽ ra khác, bạn chụp dư sáng nó sẽ ra cái màu khác. Cho nên là họ sẽ cung cấp cho các bạn một cái thanh trượt để các bạn có thể chỉnh được cái EV của cái phim đó. Chứ nó không phải là cái exposure, nó không phải là cái chỉnh ánh sáng cho cái video digital như bình thường của các cái phần mềm chỉnh màu khác ha. Khi mà các bạn sử dụng Dehancer Pro, có một cái hay là các bạn có thể chỉnh được rất là nhiều cái thứ khác ngoài cái việc mà các bạn chọn cái profile màu phim mà họ cung cấp. Ví dụ như đây, film compression, các bạn có thể chỉnh được các cái vùng highlight, ánh sáng ở đây, à, đó, white point. Mình chọn cái shot khác dễ thấy hơn ha. White point, à, rồi tonal range, color density, là giống như là saturation, hoặc là giống như là cái độ rực. Rồi expand, ở đây các bạn có thể chỉnh được thêm về black point, white point. Đó, color mode các bạn có thể chọn về luma để các bạn chỉnh ánh sáng thôi, hoặc là có để nên normal nó chỉnh, nó sẽ ảnh hưởng luôn cả phần vùng màu nữa. Rồi print. Rồi, những cái phần ở trên này thì nó cũng cơ bản thôi, bây giờ mình sẽ nói những cái quan trọng thôi ha. Print thì đây các bạn có thể chọn được cái chất liệu giấy, ví dụ như các bạn có thể chọn giấy Fuji, các bạn sẽ thấy được cái vùng shadow nó hơi ám xanh đặc trưng của cái việc mà các bạn in ảnh trên giấy Fuji, hay là giấy Kodak, hoặc là giấy bóng kiểu vậy. À, thì tùy vào cái gu của các bạn có thể lựa chọn cái chất liệu giấy nào các bạn thích. Rồi exposure này cũng vậy. Exposure này là cho phép các bạn chỉnh cái độ sáng tối trên cái giấy đó. Tương tự về ha, contrast, rồi saturation. Analog range limiter, tức nghĩa là các bạn có thể tạo ra được một cái giống như một cái fade ở vùng shadow nhẹ nhẹ. Rồi color head có thể cho các bạn chỉnh thêm về màu sắc, các bạn can thiệp sâu hơn về màu sắc với cái tab color head này. Ví dụ các bạn có thể ám xanh, ám vàng hay cái gì đó ở vùng shadow, vùng highlight, vùng mittens. Rồi film grain. Rồi film grain ở đây á, là họ ép cái noise vào trong cái video của các bạn, như là các bạn chụp từ những cái máy phim, các bạn quay từ những cái thước phim analog. Đó, thì đây mình sẽ để phim 35. Cái plugin này còn cho phép mình chèn thêm cái highlight nữa. Thì cái highlight này giống như cái việc các bạn tạo cái viền màu ở giữa cái vùng highlight với lại vùng shadow vậy đó. Thì thường các cái máy phim cũ hồi xưa chụp ra nó sẽ hay có cái highlight này, cho nên cái plugin này nó giả lập được cái việc là highlight của cái phim analog luôn. Đây highlight, các bạn bật lên các bạn sẽ thấy được là, đây các bạn sẽ thấy được là những cái màu đỏ này nè, là những cái màu highlight đó, là những cái vùng giữa vùng shadow với highlight nó chênh nhau nhiều quá, nó sẽ tạo ra được cái viền đây, giống như những cái lens rẻ tiền của mình hay sử dụng bây giờ mà chụp ngược sáng hay là chụp những cái vùng trắng, nó sẽ ra được cái viền tím đó. Rồi các bạn cũng có thể chọn được các cái highlight của các cái phim khác nhau. Tiếp theo là bloom. Bloom là một cái tính năng là mình nghĩ là các anh em làm phim sẽ rất là thích. Cái bloom này á, là nó sẽ giả lập cái hiệu ứng mờ của cái filter Black Promise. Thì các cái phim điện ảnh hoặc là các MV hay các video cưới các anh em làm bây giờ hay mua cái filter Black Promise, nghĩa là giả lập cái hiệu ứng dreamy, mơ màng ha. Nó sẽ loe cái vùng highlight ra, nó làm cho cái phim của các bạn nó có vẻ nó mơ màng hơn, nó điện ảnh hơn. Đây mình tắt mở thử ha. Đó các bạn thấy không? Tức nghĩa là cái vùng highlight sẽ bị loe ra, nó tạo cái cảm giác mơ màng, cảm giác dreamy. Rồi film damage. Cái bản version 2 của Dehancer Pro á, mới có cái film damage này. Tức nghĩa là các bạn có thể tạo cái hiệu ứng phim nó bị hư, nó bị hay còn gọi là thêm dust, thêm hột, thêm những cái dơ dơ ở trên hình đó. Nghĩa là cái phim nó bị hư, nó bị dơ đó, nó sẽ có những cái như thế này nè. Đó, nó sẽ có những cái, mình bấm play thử cho bạn xem ha. Đó, nó sẽ có những cái nổ hạt trên cái phim của bạn đó. Thì cái phim damage này nó sẽ làm cho cái phim của bạn trông cũ hơn, retro hơn đó. Thì cái bản version 2 mới update của Dehancer này mới có cái chức năng này. Cái bản version 1 mình sử dụng trước đó thì không có. Film prep hay còn gọi là cái
hơi thở của phim, nghe nếu mà dịch tiếng Việt thì nghe rất là buồn cười ha, nên mình cứ hiểu là phim breath thôi. Thì cái phim breath này nó làm cho cái phim của bạn nó cảm giác nó thay đổi ánh sáng một số đoạn. Nghĩa là cái phim analog khi bạn rửa ra ánh sáng không, bây giờ nó đều như là phim digital mà bạn quay được hết á, nó sẽ có bị ánh sáng nó sẽ bị thay đổi tí xíu ở một số chỗ. Phim breath này nó giúp giải lập được cái việc đó. Tiếp theo là get with, thì cái này á nó làm cho cái phim của các bạn giống như chiếu trên cái máy chiếu phim nhựa hồi xưa, nó sẽ zoom hình lại một tí rồi nó sẽ cảm giác nó bị giật giật, nó cảm giác nó cứ thay đổi cái kích thước tí xíu thôi, nhưng mà nó sẽ làm cho cái phim của bạn nó rung 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 rung, cảm giác như các bạn đang xem cái phim này trên cái máy chiếu phim nhựa hồi xưa vậy đó. Tiếp theo đây là cái tối bốn góc hoặc là làm sáng bốn góc, thì các bạn làm tối bốn góc thì cảm giác như cái phim của bạn nó được tập trung hơn. Nhưng mà thực ra thì mình cũng không có khoái cái vụ mà tối bốn góc lắm, đôi khi mình cảm thấy nó làm cho cái phim mình nó bị tù túng sao á, cái khung hình mình nó bị bó buộc sao á, cho nên là thỉnh thoảng mình mới dùng thôi ha. Rồi theo là monitor, thì ở đây á, cái plugin này nó cung cấp cho các bạn cái bảng full color để các bạn có thể check được ánh sáng, check được EV trên lúc trong lúc các bạn chỉnh màu luôn. Output, đây là giống như là các bạn chỉnh giảm opacity của toàn bộ các cái thông số từ nãy giờ các bạn chỉnh, các bạn có thể chỉnh opacity cho toàn bộ luôn để áp lên cái phim của bạn. Rồi LUT generator, khi mà các bạn chỉnh xong xuôi hết màu sắc hiệu ứng rồi những cái giải lập phim analog xong xuôi hết, các bạn có thể xuất nó ra thành một cái LUT màu để bỏ trên cái monitor màn hình rời để các bạn có thể check shot quay đúng cái màu đó trên lúc các bạn quay luôn. Hoặc là những cái dòng máy Sony như là FX3, FX30 có thể add được cái LUT vô trong cái lúc mà bạn quay luôn, các bạn có thể bật cái màu lên các bạn quay luôn, các bạn canh sáng, các bạn đo sáng nó sẽ dễ hơn. Hoặc thậm chí các bạn cho khách hàng xem đúng cái màu vàng hậu kỳ sau đó nó sẽ ra như thế nào, các khách hàng các bạn có thể hình dung được cái sản phẩm cuối cùng của họ nhận được là cái gì luôn. Thì đây là cũng một cái tính năng rất là hay mà mình rất là thích. Tiếp theo là license rồi check profile, thì đây là các bạn có thể check xem có cái bản update, cái bản cập nhật mới nhất hay không, các bạn có thể cập nhật ở đây. Nó lâu lâu nhiều khi họ cập nhật cái gì đó, ở đây cái bản này của mình cũng chưa có cập nhật mới nhất đó nè, như họ mới ra cái gì đó nữa là new cameras đó, nên là bổ sung thêm những cái tính năng khác hoặc là những cái màu khác cho vlog. Ok đó, thì lâu lâu mình lên đây mình check, nên mình cập nhật thôi. Thì cái phần mềm của mình lúc nào nó cũng trong tình trạng là mới nhất hết. Khi bạn mua bản quyền của plugin này rồi, các bạn có thể cập nhật miễn phí trọn đời luôn. Thì đó là cái lợi thế khi mà các bạn bỏ tiền ra, các bạn đầu tư cho công việc, các bạn sẽ thứ nhất là các bạn tôn trọng tác giả. Mình thì mình hầu như không có xài đồ crack. Tất cả những cái phần mềm mà mình đang sử dụng cho công việc hiện tại bây giờ đều là mua bản quyền hết. Tại vì thay vì các bạn mua một cái thiết bị, các bạn mua một cái lens, các bạn mua cái máy thì nó còn mắc tiền hơn là giá trị các bạn mua những cái phần mềm, những cái plugin. Nhưng mà cái giá trị sử dụng lâu dài á, thì cái plugin hay một cái phần mềm dựng phim như Final Cut Pro để các bạn mua là các bạn xài trọn đời. Còn cái máy các bạn mua, các bạn có thể năm sau ra cái máy mới, các bạn sẽ đổi cái máy khác. Hoặc là ống kính cũng vậy, các bạn mua, các bạn có thể sử dụng một thời gian, bạn cũng phải đổi cái khác, bán đổi cái khác. Nhưng mà cái việc các bạn đầu tư cho phần mềm, cho những cái plugin, cho những cái gì đó mà có giá trị sử dụng lâu dài thì mình khuyên là nên mua. Rồi, thì đây là cái video mà mình đã chỉnh màu rồi ha. Ngoài cái bản Dehancer Pro mà mình đang sử dụng cho Final Cut của mình á, thì cái plugin này còn có một cái app ở trên điện thoại hoặc là iPad, các bạn có thể tải về, các bạn mua, các bạn sử dụng cho những cái công việc như là Content Creator hoặc là những cái video bạn quay bằng điện thoại, thậm chí những cái video mà các bạn quay bằng máy ảnh các bạn có thể bắn qua điện thoại hoặc qua iPad, các bạn chỉnh màu luôn, các bạn giao khách luôn cũng được nữa. Thì đây cũng là cái video mà mình quay bằng điện thoại luôn, và mình cũng có dựng sơ bằng CapCut gắn nhạc, xong rồi mình xuất ra file MP4 rồi mình chuyển qua Dehancer Pro ở trên điện thoại để mà mình chỉnh màu. Đó, đây là màu gốc ha. Rồi ở đây mình có thể chọn được, đây mình có thể chọn được các cái film profile giống như là cái plugin trên Final Cut vậy đó. Đó, các bạn hãy xem trước ha, các bạn chọn một cái profile màu nào các bạn ưng ý. Đó, ví dụ như màu này đi. Đó, sau khi các bạn chọn một cái film profile xong, các bạn có thể edit nó lại. Ví dụ như các bạn có thể chỉnh exposure, saturation, nó y chang như là cái plugin ở trên Final Cut vậy đó. Cũng có những cái tab như là suột nè, film nè, developer nè, compression,
Đối với mình đó, thì cho dù cái plugin chỉnh màu hoặc là cái LED màu nó có đẹp cách mấy, nó có tốt cách mấy thì nó cũng không quan trọng bằng cái việc là các bạn quay như thế nào, các bạn phải chọn cái góc máy như thế nào, các bạn lựa chọn thời khắc các bạn quay trong ngày thế nào, ánh sáng như thế nào, thì lúc đó cái phim của bạn chỉnh màu lên nó mới đẹp được. Chứ không có nghĩa là các bạn mua một cái plugin chỉnh màu xịn, các bạn mua một cái LED mắc tiền là cái phim của bạn sẽ đẹp, hoàn toàn không có chuyện đó. Các bạn phải cần có những cái kiến thức cơ bản về màu sắc. Hiện tại thì mình cũng có những cái khóa học dạy về làm phim cưới, dựng phim, quay phim, chỉnh màu phim làm sao cho đẹp nhất, cho cảm xúc nhất, thì bạn nào có nhu cầu có thể nhắn tin cho mình, có thể liên lạc trực tiếp với mình. Ok, rồi nếu như bây giờ bạn nào vẫn còn đang đắn đo về cái giá bán của cái plugin Dehancer Pro này á, thì mình có một cái mã giảm giá 10% dành cho các bạn. Các bạn có thể vào cái phần link mà mình để ở bên dưới cái mô tả của video này á, các bạn nhập cái mã keybar wedding thì các bạn sẽ được giảm giá 10%. Thì cái giá cho cái gói lifetime của cái plugin này là 449 đô, mình cho là 450 đô đi, thì giảm 10% nó đâu đó khoảng 45 đô. Tính ra là các bạn mua rẻ hơn mình được 45 đô, tại lúc mà mình mua thì chẳng có cái mã giảm giá nào cả. Nếu như các bạn thấy video này hữu ích thì bấm like, share hoặc là subscribe kênh của mình để có thể theo dõi những video hấp dẫn hơn vào thời gian sắp tới nhé. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.